già Noel tóc râu bạc phơ cưỡi xe tuần lộc và bay khắp nơi. Ông già Noel vác bao quà tặng chỉ mang đi tặng những em bé ngoan. Ông già Noel đã nhận thư con sẽ đến đêm nay khi con ngủ say, và rồi đêm nay con ngủ cho ngoan ông sẽ để quà trong đôi tấn treo. Ông già Noel cho sẽ ngoan hơn, cố gắng vâng lời cha mẹ thầy cô. Ông già Noel con cảm ơn ông, khúc khích nụ cười trong đêm giáng sinh. Ông già Noel con nhận thư con có đến đây.